Nó lợn nè các bạn, kêu lợn nè. Đó, hai con nè. Đó. Ngày nào cũng vậy hết. Đó. Con này là dạng nhất nè, con kia mới mới vô. À, con. Ừ, ăn đi nè. Nè, rồi á, lấy tay vô lại ăn đi. Nhé. Yeah. Rồi, lấy ra cho nó ăn. Ừ, ra đó. Cái cưng không? Hai con này mướt ghê các bạn. Con này các bạn. Ừ. Cái cưng không? Lộm cái ly vô. Sát bên luôn nè các bạn. Nó quen mình luôn rồi. Để cho nó ăn các bạn. Cái cưng quá à.